Thanh Liên lớn đầu thả diều của cần câu. Diều có 50-60 phân cho sáo. Thanh Liên rất lớn, thả diều ở cần câu. Anh em xem chạy có được không? Đấy. Thả một đống trẻ trâu, lói một thanh liên cầm cần câu đeo sáo, thả diều. Đấy, diều rất to cấp. Quái tít mù luôn, xong đã xuống ruộng. Rất tiếc cho anh. Đây là câu diều, không phải thả diều anh em nhé. Nhấn mạnh đây là câu diều. Đấy. Những pha gọi là rất ngoạn ngục. Đấy anh em xem nhé. Tôi quay mà nhìn cũng cảm thấy chóng mặt. Cho nhận xét về cách thả diều này là liệu áp dụng được với đối với diều to không nhá. Có lẽ là trong hội diều anh em mình là chưa có ai là thả diều mà cần câu rồi. Tôi nghĩ chắc là chưa có ai. Rất hại lão. Anh ta câu diều không lên, đang đổ vạ gió quẩn. Đấy. Đấy. Đây. Thôi bẻ đấy rồi. Đây. Tôi sẽ đứng xa để quay tân cảnh cho anh em xem các động tác. Các động tác về thả diều mà cần câu.